Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, trong đó có ngành hàng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi châu Âu là thị trường bị ảnh hưởng nhiều bởi xung đột nội chính trị, thì xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị trường khác lại đang tăng. Các số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam FASEP cho thấy, hiện xuất khẩu vào 3 thị trường quan trọng thủy sản nước ta là Trung Quốc, Mỹ, Nhật đều tăng ổn định khoảng 16%. Đặc biệt, Trung Quốc đang có nhu cầu lớn về mặt hàng tôm Việt Nam. Ở biển Tân Thành, tỉnh Tiền Giang, người nuôi nghêu phấn khởi vì năng suất nuôi năm nay đạt 15 tấn mỗi hecta mặt nước, cho thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi hecta. Hiện thương lái thu mua nghêu thương phẩm có giá từ 22 đến 25 ngàn đồng một ký, tùy theo kích cỡ thu hoạch, khoảng từ 50 đến 60 con một ký. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang, việc nuôi nghêu trên địa bàn phát triển ổn định, tổng diện tích thả nuôi khoảng 2.200 hecta, tập trung tại các xã ven biển huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân khu vực biển Gò Công, đồng thời còn tạo nguồn thu hàng hóa phục vụ tiêu dùng và chế biến xuất khẩu. Đã đến lúc nông dân trồng rau phải chấm dứt chuyện sản xuất và bán ra thị trường theo kiểu mớ rau còn cá. Cụ thể cần làm thế nào? Một trong những trang trại trồng rau ăn lá có tiếng ở Lâm Đồng, quy trình canh tác được thực hiện tự động, hệ thống cảm biến lắp đặt trong từng nhà kính. Chỉ nhìn vào màn hình này, dễ dàng biết được hiện trạng của từng khu vườn. Tương ứng với đó, hệ thống điều khiển sẽ quyết định việc tưới nước, bón phân. Rau xà lách trồng theo phương pháp thủy canh, hơn nữa lại được kiểm soát chặt chẽ và khoa học quy trình canh tác. Chính điều này quyết định đến chất lượng rau khi thu hoạch. Bên cạnh đó, nông trại tập trung sản xuất những mặt hàng mà thị trường cần, nên năm ngoái xuất khẩu được 1.100 tấn rau xà lách sang thị trường Hàn Quốc. Hiện vẫn còn nhiều dư địa trên thị trường rau ở những nước như Nhật Bản, Singapore. Dù lúa hè thu năm 2024 tại tỉnh Đồng Tháp, có những nơi nông dân lãi hơn 40 triệu đồng mỗi hecta. Con số này dựa trên hàng ngàn hecta lúa hè thu cho thu hoạch sớm, đạt năng suất hơn 7 tấn mỗi hecta và có những nơi đạt trên 8 tấn mỗi hecta. Trong khi giá thành sản xuất lúa dao động từ 3.400 đến 3.610 đồng một ký, đã cho lợi nhuận bình quân từ 29 đến 31 triệu đồng mỗi hecta, tăng từ 6,2 đến 7,2 triệu đồng mỗi hecta. Cá biệt có những ruộng lãi trên 40 triệu đồng mỗi hecta. Bên cạnh đó, tiêu thụ lúa ổn định đối với lúa thường IR50404 và biến động đối với giống lúa chất lượng cao. Về giá cả, lúa Đại Thơm 8 hơn 8.000 đồng một ký, còn OM18 giá 8.500 đồng một ký. Một đợt nắng nóng tàn khốc tại Đông Nam Á vừa qua đã khiến sản lượng sầu riêng Thái Lan giảm và chi phí tăng vọt. Hiện đang mùa thu hoạch sầu riêng kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 tại Thái Lan, nhưng năm nay nhiệt độ tăng vọt, dao động quanh mức 40 độ C trong nhiều tuần và hạn hán sau đó đã khiến vụ thu hoạch bị rút ngắn. Nắng nóng khiến sầu riêng chín nhanh hơn nên không thể phát triển hết kích cỡ để mang lại giá trị cao nhất. Trong khi đó, chi phí lại tăng do phải vận chuyển nước tưới bằng xe tải. Nếu nắng nóng kéo dài trong thời gian tới, nông dân không thể tiếp tục trồng sầu riêng. Khoảng 95% xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan là sang Trung Quốc.